Sốc nặng vì các hãng phim truyền hình đã lừa chúng ta bấy lâu nay đã bị một bạn ghi hình lại toàn bộ, một cảnh quay khi đi xe máy hoặc một cảnh quay khi đua xe đều thông qua quá trình này. Người cầm lái sẽ nắm vào đầu gối của một người đối diện và giả vờ vặn ga, bác gái ngồi đằng sau ngồi với tư thế như đang đi xe máy thật. Còn người cầm máy quay sẽ chọn lọc những góc quay khuất, những khu vực không cần thiết.